bên tiếng nữ ta quên những lúc buồn phiền, nàng rót cho đầy mùi càng chén ta sai trong giấc tình nồng bơ tóc tơ ngàn năm. Thay nỉ, thay nỉ. Thượng quan gọi. Tại sao lại nổi trống vào giờ này hả? Dạ bẩm thượng quan, con không biết à. Hãy vào lôi cái nổi trống ra đây. Xin dân. Điện quân ơi, em sợ quá à. Đừng sợ, thái mỹ nàng đừng sợ. Trong nhà này có non 3000 đại kiếm, em khỏi phải sợ. Chắc đây chỉ là hành động của một kẻ ngông cuồng nào thôi. Dạ bẩm thượng quan, đây là người đã nổi trống. Kìa Hùng Hiền Đệ, đang đêm có chuyện gì mà Hiền Đệ lại nổi trống lên inh ỏi như vậy? Hứa đại huynh, đó là tiếng trống báo động. Báo động mà. Tại sao lại có tiếng trống báo động? Tiểu đệ báo động vì cơ nghiệp nhà này sắp đến hồi lung lay nghiêng ngửa. Vì ác quỷ đã tưởng hình mà mạnh thường quân không còn nghị lực để bước chân qua ngưỡng cửa suy đồi. Đừng, đừng để rượu thấm mềm môi và nhan sắc giết cuộc đời. Đại quân ơi đừng để cho lũ yêu mỹ nó đổi lốt người biến lầu giả nguyệt thành chốn. Tành quỷ mì và rượu kia dùng để đốt xôi bầu sĩ khi, chớ đâu phải là miếng mồi ngon để thiêu quỷ chi ngang tàn. Người lo xa quá rồi đó. Phải, ta cảm ơn Hiền Đệ đã lo xa cho ta. Nhưng sau những ngày lao tâm vì việc nước, ta vẫn có quyền hưởng một vài thú vui cho nhẹ trí chứ, phải vậy không thái mỹ? Phải đó cha. Đại huynh ơi để thế kỷ vẫn nước chưa yên, lòng người vẫn chưa bình trị, thì một tướng quốc chưa được quyền hưởng riêng dân lạc nghi thú tầm thường. Nếu đại huynh chỉ là một kẻ ba giờ hành khất bên dễ đường, hay là một thân phu chán trường thế sự đang ngã mình nắp hũ bông sắc mỹ nhân, chứ hiện giờ đại huynh là người Tây vua diệu dắt dân, là hy vọng của trăm ngàn kẻ suy. Hôm nay đại huynh không thấy vì tấm lòng dĩ thân dĩ kỷ là đại huynh sẽ bị trầm. Quanh ta có tới 3000 bạn hữu, thì lời can gián của một mình Hiền Đệ chưa hẳn đã hữu lý đâu. Hiền Đệ hãy về nghỉ đi. Để thấy không, tiệc rượu sắp nguội lạnh rồi đó. Đại huynh, đại huynh ơi, thà rằng hôm trước hai ta không gặp gỡ, thà rằng để không bao giờ hâm hở đến nơi đây. Sự thẳng ngay và lòng để phải sẵn.
đẹp như mây tinh khiết, chứ không phải ngậm tâm như bọn người. Tôi thật chỉ biết cười đùa và vua như một lũ ninh thần. Nhưng rượu nóng vẫn thơm ngon, sắc đẹp vẫn mê hồn, nên đại huynh đang coi thường lời cảm ngăn tha thiết. Vậy để có lại đây thì cũng chỉ bằng thừa, vậy để tình yêu từ và dính biệt đại huynh. Phùng đệ, Phùng đệ à, Phùng đệ. Điền quân, có xá gì một tên cuồng si ngông nghênh mà chàng phải nhọc tâm bận biểu à? Anh cũng không mấy vừa lòng ở cử chỉ thô lỗ của họ Phùng, nhưng anh lại sợ mất đi một tình bằng hữu. Cái gì đáng mất hãy để cho nó mất. Tình bạn kia đã trót đặt không nhầm nơi thì xin chàng đừng vì nó mà quan phí đêm vui này. Nè, lại đây nào, chàng hãy vui với em. Thay mị. Điền quân, đây em xin dâng chàng ly rượu hoa đào để chàng quên mệt nhọc gian lao. Và nguyệt tình quá nở đẹp làm sao, rượu ngon có em rót dâng cho chàng. Ta uống đây. Ôi tình nồng càng thêm đắm say bén, đường yêu em suốt kiếp để ta thêm mãn nguyện. Còn muốn yêu nàng mãi ở kiếp sau, mới hạ giả cái sức mạnh ta yêu nàng. Vinh hạnh cho kẻ hèn được chàng xuống ngay, vậy đêm nay hãy cạn tình, em sẽ hầu chàng mãi mãi. Rượu ngà say ân tình bốc cao bừng sẽ cùng nàng ẩm tưởng sáng đêm. Nếu hết rượu báo quân hầu nó dọn thêm. Đó, như vậy có được không hà? Chứ sao? Điền quân à, uống nữa đi nha. Ôi, lúc nào ta gần nàng là ta vui hà? Thiệt không đó? Thật mà nhất là ta không để cho nàng buồn. Nàng buồn á, ta cũng buồn lây theo đó, phải không người đẹp của ta? Không có chịu đâu, trêu em phải không à? Trêu sao được mà trêu, để chứng tỏ ta không trêu nàng nè. Tin ta chưa? Tin rồi mà. Không tin làm sao được. Nếu mà ta không thành thật thì với nhà này ta nuôi những 3000 tay kiếm, có ai không phục ta bao giờ? Nhưng có một người không phục chàng đâu. Ai? Nàng nói đi, ta đuổi hắn đi liền. Nói đi. Gã này hả, tính tình rất là hung hãn, nhưng hắn là tay kiếm xuống chúng giang hồ, một mình hắn có thể cự đến trăm người, do đó mà hắn rất tỉ lại nên nghe. Nàng muốn nói là thôi, kẻ nào cũng vậy, thế làm buồn người yêu của ta, ta cũng đuổi đi liền. Miễn là người đẹp vui không vướng bận ưu phiền thì lòng dạ ta cũng phấn khởi vui chung. Nhưng lẽ gã mà thầy ta giới thiệu hôm trước, nếu thế thì gã văn võ rất phi thường, ta vừa lòng chứ tay kiếm phùng quang. Nhưng mà chàng vừa nói dù ai chàng cũng đuổi đi liền à? Phải rồi, muốn vừa lòng người đẹp thì phải vậy chứ sao? Điền quân ơi, chàng đã nói rồi nè, đừng có lặp lại nữa. Đây nè, uống nữa nha. Ta uống đây, ta uống đây. Uống mãi ha, uống hoài nè, để bù lại những ngày chàng dục gió yên cương mệt nhọc. Được rồi, rót tiếp đi, hãy rót nữa đi, ta uống đây. Tại sao đang vui mà nét mặt của nàng trở buồn?
ứng lời nàng nói về kẻ gạt dở nào đó. Dạ không. Vậy chứ tại sao nàng cứ minh bạch cho ta biết đi. Nói đi. Sao nữa? Không yêu hả? Không yêu sao em đến với chàng bằng một cành hoa khoe sắc thắm, và đêm từng đêm cùng chàng ân tình say đắm. Vì bảo không yêu sao tình ta đầm ấm say nồng. Ôi lời nói của nàng nghe ngọt ngào làm sao. Thật là hạnh phúc cho ta. Rót nữa, rót tiếp đi, rót tiếp cho ta uống đi. Đêm nay dù cho cô uống 5 hũ 10 bầu ta cũng không biết sai. Dâng, Điền Quân à, em sẽ dâng rượu cho chàng tới suốt sáng, để cho lòng chàng rủ vào cảm hứng. Em xin mượn lời ca để chuốc rượu cho Điền Quân. Hay, hay lắm. Ôi, có diễm phúc nào bằng. Nào, hai mỹ, nàng hãy cất giọng hoàng quách, hãy nở môi hồng ban cho ta lời ca tiếng hát. Hát đi. Vâng, Điền Quân, em hát đi nè. Con tim rộng ràng say mê ân tình.
rộn ra say men ân tình. Ôi thật là tuyệt vời, đến đây thì ta không còn nói được lời nào nữa hết. Ôi rượu ngon bàn tay ngọc, sắc đẹp tuyết trần làm cho ta mê mệt. Rót nữa đi, rót nữa đi thay mì. Đóng đầu hôm nay như mở cửa sẵn chờ ta, mà nàng đang dẫn lối. Với nàng đêm nay ta không từ chối. Không mấy thôi mà ta lạc vốn đào nguyên say rượu không bằng say hương sắc say tình. Điền quân, hình như chàng đã quá say à. Thì nàng cũng đỡ giùm ta một tay, say mà ta được gần bên người ngọc thì có người nào không thích được say. Bây giờ ta cũng xin mượn nơi này để ngủ một giấc đến sáng mai ta ngủ trước à. Là mở cửa động đào mà bây giờ chàng ngủ rồi sao? Điền quân, Điền quân à, ngủ rồi sao? Vậy ta đâu có nói thêm gì được nữa. Nhưng mà không sao, thế nào cùng quan này cũng phải trở về với ta mà. Ngày gần đây Hùng Quang cũng trở về với ta mà thôi. Không mấy chốc mà đã say và đã ngủ liệm trên vai người đẹp. Rồi đây, rồi đây không mấy chốc bao nhiêu cơ nghiệp cũng đổ nhào vì mỹ nhân mỹ tử. Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân. Mỹ Dung, em đứng đợi ngoài này một chút, cô vào trong trao hộp nhân xong cho anh Điền rồi sẽ về ngay. À kìa, tưởng ai, té ra cô Quyên Chi. Cô đến thăm đại huynh tôi có phải? Nhưng sao cô lại đi vào giờ này? Cha tôi sai đem hộp nhân sâm lên biếu anh Điền. Đáng lẽ tôi tới sớm, nhưng vì bến đò Định Giang bị sụp lở, phải đợi mãi đến xế tối mới qua sông được. Còn ông đi đâu mà khăn gối chỉnh tề vậy? Tôi trở về với cuộc sống lên đên ngày trước. Ở đây thèm hoa vàng gác phượng, không thể dung dưỡng một người gàn bướng như tôi. Bất cứ một gia đình nề nếp nào cũng không thể dung dưỡng được ông. Ông ra đi là phải lắm. Cô vẫn chưa hết giận tôi sao? Tôi không có giận ông nữa đâu. Ông hãy cho tôi hỏi. Trước khi trả lời với cô phải thú nhận rằng cô đã yêu Mạnh Thường Quân trước đã. Không, sao ông lại buộc tôi? Nếu cô không nhận thì thôi, tôi đi. Tôi nhận, ông đừng đi, tôi nhận mà. Cô Chi à, tình yêu của cô chân thật lắm và cao quý lắm. Người nào được cô yêu phải là người tốt phúc nhất trần gian. Nhưng ông trời lúc nào cũng quái ác, nên đã xui cô đem tình cảm trao cho kẻ vô tình. Nghĩa là anh Điền không yêu tôi? Cô hãy nhìn lên kia thì sẽ biết. Đó là Giả Nguyệt Đình nơi vừa tàn một cuộc tiệc, mà cảnh bên mâm cổ bàn lá liệt. Đáng say dùi một xíu đỉnh danh nhân, phẩm giá quyền quý cơ nghiệp tốt trần, đã ngã chết trong vòng tay ngà ngọc. Người say ngã gục đó là? Là Mạnh Thường Quân, là Điền Tướng Quốc, là người mà tôi đã lỡ lầm mến phục và đã may mắn được cô yêu. Với tất cả tâm hồn, những tình yêu
kia vốn là nghiệp quan thiên, đã không nợ không duyên thì đừng nghĩ mơ chuyện ước nguyện, tự chuốc ưu phiền tự bóp nghiền con tim. Ngôi thứ quá rõ ràng, đâu còn ngang hàng như xưa. Tình cảm ngày xưa tuy sâu thẳm mặn ngay đồng, nhưng nếu cố nén lòng sẽ dần dần quên lãng. Thời gian như khúc đắng sẽ hàn gắn mọi vết thương, những người đẹp thuần lương rồi sẽ được yêu thương. Không, tôi không thể yêu thương tiếp để bước vào con đường quan nghiệt ấy. Và tại sao ông không khuyên tôi đừng bao giờ điên dại để xa chân vào trong cạm bẫy của ân tình? Sự thật để chế ngự lấy tình cảm, tôi khuyên cô hãy trở về tìm quên lãng cạnh cha cô. Kia mái trường rộn rịp ở nhà cô, nó sẽ giúp cô sống lại những ngày vui thơ ấu. Kẻ đắc thắng được bồi thêm miếng rượu, đang buông lời ngạo nghễ kiêu căng. Nhưng ta khuyên nàng nếu muốn yên thân thì đừng vội vểnh môi cười tự đắc. Hãy ngậm tâm chờ ta đi khuất mắt, rồi hãy cười chưa muộn mỹ nhân ơi. Vẫn ngang nhiên vẫn giọng nói khinh đời, vẫn khí phách làm tôi yêu say đắm. Phùng Quang, giữa chúng ta đã hết rồi tình cảm, còn chuyện gì đáng nói nữa đâu. Đối với chàng chắc đã hết từ lâu, nhưng có lẽ với em thì ngược lại. Đừng đùa cợt bằng những câu điên dại.
Giá Nguyệt Đình còn động dãi trăng mơ, nàng hãy trở lên đóng trọn vai trò mỹ nhân kế tuồng xưa mà hữu hiệu. Hùng Quang, còn nữa thôi những lời chế giễu, còn nữa thôi những khinh bỉ thù hận. Phùng Quang, tại sao vẫn gọi em bằng tiếng nàng? Em đã không nghe xa xôi thầm tệ. Vậy tôi phải gọi bằng gì cho đúng lễ? Bằng lĩnh bà hay tướng quốc phu nhân? Tôi quên, cờ thế cuộc đã xoay dần, nàng ca kỹ đã thành bà tướng quốc. Hãy gác lại giọng chua cay hằn học, khi trăng rằm còn ngự sáng trần gian, khi lòng em vừa sống dậy rộn ràng hương vị cũ của mối tình lạc nhịp. Phùng Quang ơi, chàng đừng lạnh lùng khắc nghiệt với người tình nhân cũ yêu anh. Phùng Quang! Không, tôi với nàng đã có giới ranh vừa ngăn cách hai đoạn đời trái ngược. Có phải anh sợ thất nghĩa với tướng quốc chăng? Đúng, dù một đôi ngài cũng là bạn tương tri, nhưng tướng quốc đã coi anh chẳng ra gì. Tôi không thể vịnh vào đó rồi phản bạn. Tướng quốc không trọn đạo với tôi, sẽ có một ngày người hối hận. Nếu tôi thất nghĩa thì làm sao có ngày hối hận kia? Đừng mong có ngày hối hận kia. Anh khinh rẻ tôi thì anh hãy mở mắt ra nhìn tôi trả miếng. Sao nàng vũ quan của tôi? Phùng Quang, không được hỗn. Điền huynh hãy sáng suốt. Để không bao giờ. Thôi đi, ngươi đừng lên giọng giá vờ đạo đức. Giữa đêm nay đã phơi trần sự thật, vì sau khi chiếc mặt nạ vừa đứt dây rồi thì ta mới rõ ngươi chỉ là một kẻ vô lương đê tiện nhất trên đời. Đừng nói nữa phí hời, đừng nhiều lời uổng công thiếu vẻ. Hãy khăn gói đi, vì cuộc tương tri đã không tồn tại. Nhìn nhau chỉ ngỡ ngàng và chỉ càng đẹp mặt mà thôi. Dạ. Đại huynh trách mắng để không buồn, không hận chút đổ tựa giấc chim bao. Để sẽ ra đi vì khăn gói đã sẵn sàng buộc gọn. Dù đại huynh không nỡ lòng xua đuối cũng không hơn, vì để ở đây là thừa chỉ tốn vài tốn cơm. Nói câu giả biệt, tình bạn đã không còn, thôi thì đừng gặp nhau nữa làm chi. Thái Mỹ, hãy vào trong cùng ta đi. Thôi
giả biệt mộng công hầu, giả biệt Điền Quỳnh, giả biệt em quá ra phố. Cô gặp anh Điền vui vẻ hả cô? Cô gặp được đâu. Ủa, sao vậy cô? Vì hiện giờ anh Điền đã say mềm vì nhan sắc, đang gục đầu ngủ bên vai một bông sắc mỹ nhân. Trời, vậy là cơ nghiệp của Mạnh Thường Quân rồi đây sẽ lung lay vì mỹ nhân mỹ tú. Ngày trước anh Điền khó ai mà quyến rũ, nay vì danh vọng mà anh Điền đã đổi thay. Rồi bây giờ mình tính sao hả cô? Và chén xăm này phải đổ bỏ nó thôi. Đường xa ta lặn lội đem chén xăm cho người ta uống cho khỏe, không ngờ ngôi tướng quốc đã làm cho anh Điền không còn nhớ gì của năm xưa. Lạnh vào buồn tim. Cô ơi, khi anh Điền ra đi, em biết cô ở lại với nỗi sầu bi heo hắt mỗi buổi hoàng hôn khi nắng chiều vừa tắt. Lũ chim hồng trốn lạnh xuống phương Nam thì cô cũng dõi mắt xa xăm mà trông bóng. Thôi, ta về nghe em. Vâng.
Ủa, hai cô chưa về sao? Cũng đang về đây. Rồi còn ông, sao ông không ở trong đó mà chè chén với quan tướng Quốc? Chè chén gì được? Sao vậy ông? Bị dạ lây, Phùng Quang bị đuổi, mà tôi thì ăn nhậu chung với Phùng Quang cho nên tôi bị đuổi luôn. Vậy đó. Nhưng mà sao anh bị đuổi vậy hả? Anh nói đi. Thì tôi mới nói với các cô đó, tôi bị ảnh hưởng mà. Anh mà cũng bỏ Mạnh Thường Quân nữa sao? Mạnh Thường Quân quý trọng anh lắm mà. Biết rồi, quý thì quý, nhưng mà giờ ở gì được. Suốt cuộc đời tôi chỉ gặp được có một người như Phùng Quang à. Cũng như các cô thấy đó, anh Điền Văn của cô, tức là Mạnh Thường Quân tướng quốc, nuôi trong nhà đến 3.000 thực khách, chỉ chuyên ăn nhậu suốt ngày, không trao dồi võ nghệ, cứ ăn uống no say. Còn đốc Mạnh Thường Quân mãi mê mị tưởng tình, rồi đây anh cô sẽ chết vì từ kiến đạt. Nó là mối hại của Mạnh Thường Quân sau này, tôi bảo đảm với cô không chống thì chạy cỡ nghiệp nhà này sẽ lụng vì mỹ nhân. Anh ơi, vì sao anh không ở lại để bảo vệ cho anh Điền tôi lúc nguy nạn? Cô không thấy sao tôi bị đuổi rõ ràng, tại tôi can gián mà bị nhục như hôm nay. Cô ơi, cô áo tội nghiệp cho Phùng Trang Sĩ, cũng tại lão gia tiêu cử anh Điền, giờ này thật lòng nên bị đuổi đi. Phải chi mấy người kia thì đâu đến nỗi như vậy. Cô nói đúng, tâm tôi thấy gì trái ngược. Dù cỡ nào tôi cũng nói thẳng như thường, tôi giống anh Phùng Quang học tâm can trường, thể ảnh khăn gói thì tôi cũng theo luôn. Thấy Mạnh Thường Quân chỉ nuôi toàn là thôi thịt, tôi mà ở lâu chắc cũng diệt vài trăm mạng à. Rồi dùng đầu nói dốc vậy mà Mạnh Thường Quân khoái cứ bỏ tiền ta nuôi. Anh ơi, anh mà bỏ đi rồi chắc anh Điền sẽ không còn bao lâu. Đám thực khách sẽ to dập hại anh Điền, thể nghe qua thì cũng phải thế thôi. Trời ơi, như vậy còn gì là anh Điền Văn nữa. Tôi thấy tình yêu của cô á nghe, xin lỗi, tình yêu của cô đặt không nhầm chỗ rồi cô ơi. Nhưng tôi lo cho anh Điền Văn quá anh ơi. Cô có lo cách mấy cũng vậy thôi à, vì trước mắt cô á, cô cũng đã thấy rồi mà. Trên dạ nguyệt đình người ta cười cợt với nhau, kẻ trao nhau nụ cười, người lợi dụng đẩy đưa bằng sóng mắt. Ôi tiếng cười sóng mắt, họ cười cợt với nhau như vua trụ và đắc kỷ, rồi bá lạc đài bị thiêu quỷ. Đến đời này có Mạnh Thường Quân cũng sóng mắt cùng nụ cười. Anh ơi, anh nên giúp cô tôi vì còn quá thương thương anh Điền Văn. À, gặp mấy cô đây tôi mới nán lòng ở lại, chớ mặt tôi đã quay rồi chân cứ bước đi. Tám quận Dương Châu ông xem chẳng ra gì, thì 3.000 thực khách có ra chi. Nhưng Mạnh Thường Quân đã đuổi tôi rồi, không khi nào tôi trở lại đâu. Anh à, hình như tôi thấy anh cũng có mang một nỗi niềm riêng thì phải. Anh có thể cho tôi biết được không vậy? Hả? Con vật nó còn có tâm sự, đừng nói chi là con người. Vâng, tôi có một niềm tâm sự. Trước khi ghé xuống đây với Mạnh Thường Quân, tôi đã có một người yêu tại Quán Tương Ninh. Giờ thì tôi cũng phải về đó thôi. Tôi đi nghe các cô, tôi đi à. Rồi đây, không biết ra sao khi nhà này để mất Phùng Quang. Luôn luôn như vậy cô à, lời thật thì mất lòng. Trong lúc người ta đang say mê tủ sắc, mà có ai ngăn cản là làm phật lòng ngay. Ông Phùng Quang bị đuổi đi là vậy. Thôi, mình về nghe cô. Rồi, anh Phùng Quang ổng nói đúng đó. Chân bước đi mà lòng cứ
ngừng, khó bước là vậy đó. Ta chỉ tội nghiệp cho công lao ăn học của anh Điền, rồi đây không mấy chốc sẽ tan tành sụp đổ. Cô lo, cô tội nghiệp cho người ta, biết người ta có tội nghiệp cho cô không? Hay là hiện giờ trên dạ Nguyệt Đình vẫn sai xưa chè chén với mỹ tú mỹ nhân? Nhưng mà về rồi ta nói với phụ thân ra sao? Ta thì cứ nói thẳng, anh Điền anh đổi tánh rồi. Sợ gì cô? Như vậy cha ta càng buồn thêm đó, em có hiểu không hả? Thì cũng khổ, rồi hỏng lẽ mình ở đây hoài sao? Phải chi trong lúc này ta được gặp anh Điền Văn? Ý trời ơi, anh đâu có thì giờ rảnh đâu mà gặp được. Đi thì thôi, mà hễ về là con nhỏ ca kỹ đó nó cứ ôm anh Văn chuốc rượu liền tay, mà hễ uống say thì có hai điều gì: mỏng mèo uống càng thì Văn phải chết, bò lớp dù chết nào biết thì thế nên cô vào đó chi, thêm bực mình ta nên về. Lão cô, cô không về cô chủ quán này tử tế quá. Dạ đây, nước chè tươi còn bốc khói, xin mời quý khách ạ. Dạ cảm ơn cô. Đã khác rồi đó. Dạ thưa cô, ơn này tôi xin ghi xương khó khắc cốt nha. Dạ chào cô ạ. Ê, đứng lại. Gì ạ? Tự nhiên cái uống xong rồi không ăn hả? Vậy chứ no rồi ăn gì nổi. Trời đất ơi, nào muốn đi thì cũng phải bồi thường thiệt hại tôi chứ. Tự nhiên cái ông vô cái ông uống rồi cái ông đi à? Trời ơi, cô nói gì kỳ vậy? Tôi có làm bể cái ghế cái bàn gì nào của cô đâu hả? Nè, cho ông biết nha. Nào. Ông nhớ kỹ nha. À. Cái quán tôi mới có mở cửa, chưa có mở hàng à. Tự nhiên cái vô xin chén nước uống rồi cái đi à. Cô định trù ẻ với quán tôi hả? Trời ơi cô ơi, tôi có ăn cái gì đâu mà thôi mà, tôi lại cô mà. Không có lại, trả tiền tôi à. Tôi lại. Cô Mai, cho người ta đi đi. Ủa? Phù Văn Nhân. Thầy thầy ơi, con tìm thầy khắp nơi mà không có thấy. Thầy ơi, gặp thầy con mừng quá thầy ơi. Khóc quá. Trời, mới mở cửa chưa có mở hàng gì hết trơn à, vô xin uống nước cho đã giờ còn khóc nữa. Trời ơi, chắc bữa nay tôi dẹp quán quá. Tôi nhớ thầy tôi vậy. Ủa mà Ân Nhân ơi, cái ông này là học trò của Ân Nhân sao? Phải, học trò của tôi đó. Vậy à? Đứng dậy đi Dương Lăng. Dạ. Anh hãy đem nước đến cho gia chủ anh uống trước, rồi trở lại đây gặp thầy. Thầy, thầy cũng đã biết về cái chuyện hoạn nạn của tướng quốc rồi à? Thầy đã biết Điền tướng quốc mang tội bạo phản nên đã bị bắt trên đường đi sứ sang đất Tần, và tử tội sắp bị giải qua ngang đây. Thôi, anh đem nước đi đi, rồi lát nữa tới gặp thầy. Vâng, dạ, con sẽ trở lại trước thầy. Chào thầy. Dạ, em mời Ân Nhân ngồi. Lâu nay Ân Nhân đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy? Tôi mà hơi đâu mà hỏi.
làm gì có hướng để nhắm, làm gì có thời gian để đo lường. Chỗ nào có rượu thì tôi tới, ngủ vùi một đêm say rồi sáng tỉnh ra, mặt quay về hướng nào thì chân đi về hướng đó. Ân nhân vẫn còn có vẻ chán chường thất chí như thở nào à. Ở đời người ta biết cái chuyện đó đau khổ mà người ta cứ lao vào, như rượu cay mà người ta vẫn nghiện uống. Có phải chăng chất cay của rượu làm ấm được lòng người, cũng như sự đau khổ làm người ta vẫn thèm sống. Mà thôi cô Mai à. Dạ. Quên hỏi cô xem lúc này làm ăn ra sao rồi, có chồng con gì chưa? À dạ thưa ân nhân, nhờ trời á, vợ chồng em làm ăn cũng kha khá. Có chồng rồi à? Dạ. Cưới hỏi hồi nào vậy? Dạ vợ chồng em cưới nhau chỉ vài tuần trăng. Nợ duyên như đã được rồi kết văn, nên một chiều mờ sương trắng vàng đặt bước tới đây. Áo phong trần còn lắm vui, gươm bạc quằn nặng lưng, sức người như không mỏi mệt, mới nhìn nhau bóng như cùng tha thiết thì yêu thay cho cuộc đau cùng. Nàng kể nghe thật đẹp đẽ vô cùng, vậy tôi cũng có đôi lời chúc mừng, chúc vợ chồng cô sống hạnh phúc bền lâu. Rồi người ấy ở đâu, nàng hãy mời vào cho tôi biết mặt để vui chào, và để mời cạn chén rượu tri giao. Tâm dò xe ta nghe trong lòng cầm tức, cô nhân nhung lùa gầm đã thay linh hồn nghĩa nhân. Mường men cay uống say để trí tâm không dướng tình lũy phiên để cho quên. Thói đời bạc đen vợ tôi ơi. Ủa kìa, Phùng Vinh ơi, Phùng Vinh em nè. Tưởng ai té ra là anh, sao mạnh giỏi chứ. Cảm ơn Vinh, nhờ trời đẹp vẫn mạnh. Mình ơi, mình à. Gì kêu dữ vậy, đi chợ mới về đó hả? Trời ơi đừng nói mất mặt kỳ quá hả. Nè mình à. Gì? Mình hãy ra mắt Phùng Vinh đi. Phùng Vinh, hiền thê của em nè. Ủa, mình cũng có quen với Phùng ân nhân nữa sao? Anh mặt tao vốn là bạn thân của tôi. Ủa, nói vậy mình cũng có quen với Phùng huynh đấy à? Chứ sao? Vì tôi vốn là khách hàng trung thành của quán này mà. Nghe thiệt chưa? Thiệt vậy sao? Thiệt mà, Phùng ân nhân là người á vui vẻ nè, hào hoa nè, tử tế nè. Lâu nay nha, Phùng ân nhân đi đâu mất tiêu à. Em nhớ ông chết vậy đó. Bà nín đi. Gì vậy? Bà vô giùm tôi đi. Vô. Cái chuyện này không? Hả? Để rồi thì đến đây, tôi và Phùng huynh nhau đi xách cái vỏ đi vô đi. Khoan, cho ở ngoài này chơi với chứ. Đi vô. Ích kỷ. Đi. Chà, trong vợ chồng anh có vẻ ấm cúng dữ chứ. Dạ. Sao hôm nay may mắn quá vậy? Vậy là anh khỏe rồi. Dạ, khỏe thì không khỏe gì cho lắm, chỉ được một cái là rượu thịt có điều điều. À, còn Huynh, lâu nay ra sao? Đến đây có chuyện gì? Những lần trước tôi đến đây, tôi chỉ có mục đích nghỉ chân, uống vài ba chén rượu rồi lại ra đi nhắm hướng chân trời. Nhưng lần này, tôi cần đợi một người. Người đó là ai vậy Huynh? Người đó chính là người đã từng cho ta có măng và áo mặc kết làm đệ huynh, cùng lo đại sự an bài sinh linh. Nhưng một đêm say đắm mê tình đã đuổi tôi trước giả nguyệt tình. Đó là mạnh thường quân, người vừa mang trọng tội bội phản triều đình sẽ bị phạt. Và hôm nay người tử tù mà tôi đợi
sắp được giải qua đây. Thôi huynh ơi, để khuyên huynh, đừng liều mình mà bổ thân quan uổng. Đợi làm gì hại lánh mặt cho xong. Tôi đợi đây đâu phải vì điên dại, nhưng chính vì sẽ không còn gặp lại. Huynh khéo lo, hết thảy 3.000 thực khách kể cả đệ đều sợ liên lụy bỏ trốn sau khi Mạnh Thường Quân mắc nạn. Bọn tay sai còn mang nợ của ông ta nhiều hơn huynh nữa. Đó là chưa kể đến ông Từ Kiển Đạt là người đã vu cáo ông ta. Các anh bỏ trốn cũng phải, vì các anh còn mang nhiều thứ nợ khác như nợ vợ, nợ con. Tôi thì chỉ dọn dẹp có một món nợ này nên tôi cần phải trả. Thôi, anh làm ơn vào trong dọn cho tôi một mâm cơm thịnh soạn. Ông trời cả huynh còn không nổi, huống gì là đệ. Huynh ngồi chơi, đệ vào bảo vợ đệ lo cơm nước cho huynh nha. Khỏi lo, khỏi lo. Bà tới kìa. Rồi, em đã làm xong cơm cho Phùng Ân Nhân rồi. Người ta bảo ở trong đi, muốn cái gì mà cứ tò tò ra đây hoài à. Ôi sao kỳ vậy, sao mình cứ cấm em ra đây hoài vậy? Trời ơi, ra đây nguy hiểm lắm. Làm ơn vô dùm tôi đi, đi vô đi. Rồi, vô nữa. Tránh ra, tránh ra cho quan quân giải tội. Quân sĩ tới quán trước mặt dừng chân lại nghỉ, nghe chưa? Trời ơi, nó tới rồi, nó tới đây rồi. Huynh ơi, cho phép để chuồng nghe, vợ đệ còn trẻ lắm huynh ơi. Chào đại nhân, ngươi là ai? Chủ quán hay là khách? Dạ, hạ dân là khách, lần đầu tiên được cung bái trước một vị quan. Nếu đại quan không chê, xin cho phép hạ dân được hân hạnh mời vài tuần rượu. Đại quan đi đường xa, chắc đã mệt và khát lắm. Nhà ngươi có lòng, ta sẵn sàng chấp nhận. Dạ, xin mời đại quan. Được. Ta không dè lại có rượu ngon giữa chốn quan sơ này. Mời đại quan cạn chén thứ hai. Người kia, nếu ta đoán không lầm thì dường như ngươi muốn nhờ ta một việc thì phải. Dạ không không, hạ dân đâu dám. Đừng có chối, không việc gì phải sợ. Hôm nay ta vui, có thể lời thỉnh cầu của ngươi sẽ được chấp nhận. Dạ, dạ, nếu đại quan cho phép, hạ dân xin được nói chuyện với tử tù một lát. Hả? Tên tạo phản kia. Dạ, dạ, đại quan không bằng lòng thì thôi, hạ dân không dám xin gì nữa. Không được, ta cho ngươi tự tiện khi ta đã cạn xong bầu rượu. Miễn nhà ngươi đừng chạm tới lớp gông xiềng trên thân thể tử tội thì thôi. Dân dân xin lĩnh ý đại quan. Xin kính chào đại huynh. Phục quan đó à, anh đến gặp ta làm gì? Ta xấu hổ lắm. Gặp đại huynh đệ cũng xấu hổ lắm, nhưng gặp đệ rồi không còn cơ hội gặp nhau nữa, đệ thấy cũng không phải là thừa. Phục quan ơi, anh biết không,
mắt hàm quan. Tấm mắt hàm quan mà anh biết không? Đệ biết, nhiều người khác cũng biết như đệ. Vậy thì đại huynh có gì phải xấu hổ? Đại huynh được an ủi nhiều hơn đệ quá mà. Đệ đây nè, đệ mắt quan mà không ai thèm biết, cổ gào lên biển hổ cũng chẳng ai thèm nghe. Có phải anh muốn nói tới câu chuyện một đêm xưa trước giả nguyệt đình? Phải. Nhưng hôm nay để tới đón đại huynh không phải để nhắc lại câu chuyện buồn lòng đó. Vì để không có ý bào chữa cho mình mà để tới đây là cốt để trả lại cho ân huynh tất cả tâm tình mà để còn nợ huynh. Gặp lại một lần trước giờ tử biệt, để rồi xem như là kẻ lạ người xa. Hay Hảo bằng hữu Như vậy cũng được đi, để cũng còn hơn được nhiều người gặp ta như gặp phải thần tội. Và họ đã quay mặt tránh đi như tránh một con vật tanh hôi nằm phơi xác ở bên đủ can trường đã tìm hiểu hoàn cảnh tận tường mà mang tới trả ơn ta. Mâm cơm đạm bạc này ngon bằng 10 mâm cơm mỹ vị hôm qua. Tấm áo mỏng manh này ấm bằng 100 tấm áo kiêu sa ngày trước. Vậy cơm áo kể như vừa được trả vừa hai ta từ nay dứt nghĩa dứt tình. Nhưng huynh hãy ăn hết cơm của đệ đã, ăn rồi còn lên đường. Từ đây đến án trường hãy còn xa lắm. Ta ăn đi để không thấy sao. Ngon lắm, ngon quá đệ ơi. Đệ cùng ăn với ta một chén cho vui đi đệ. Ăn đi đệ, tình bằng hữu nhỏ nhoi được sống mãi muôn đời. Đệ ơi ân nghĩa ngày xưa đã trả đủ vốn đủ lời, nhưng kỷ niệm bữa cơm này có bao giờ phai lãng? Trong giây phút cuối cùng còn nhắc làm gì ai trắng ai đen? Chỉ khoai con người đang thẳng thắn nhìn nhau, một người và một người thì sắp chết. Đệ ơi đến đây kể như ân nghĩa đệ đã trả hết ngày, tha thứ cho nhau để trọn nghĩa kim bằng.
phải đó huynh. Quá khứ là khói sương, là hư ảnh, và chỉ có trời mới phán đoán đúng công tội của chúng ta. Thôi, rượu đã cạn bầu, thời hạn nói chuyện với tội nhân đã hết. Quốc sĩ, sửa soạn lên đường. Thôi, đại huynh đi. Anh đi. Vĩnh biệt Phùng đệ. Dạ, thưa thầy. Kìa, anh vẫn còn ở đây sao? Dạ, trước khi ra đi theo ngài Trung Quốc, con muốn trình lại thầy vài cảm nghĩ. Anh nghĩ gì cứ nói. Dạ thưa thầy, con trộm nghĩ, làm người đã mấy ai không làm lạc, thì chuyện Trung Quốc bước sai chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Thế tại sao thầy còn giữ mãi chút hờn riêng, mà làm ngơ nhìn Trung Quốc chịu oan khiên, dài nặng triệu gồng xiềng, rồi chết phân thầy. Đây nước non này mất một người trung nghĩa, vậy thầy còn ngày đợi chi, không cứu người thoát nguy. Dương Lăng. Dạ. Thầy thấy tới đây quá đủ đầy thủy chung, nở áo cơm cũng mới vừa trả xong, nhưng trong tim đã chết đi mối tình bạn cũ. Từ đêm trước giả nguyệt đình, ta bị người đuổi đi. Có nhiều khi thầy còn vẫn còn buồn, thầy còn đắng cay quán trách. Phải đó Phùng Quán, chuyện lầm lỗi của một người là điều không đáng kể, còn nghĩa đệ huynh là lẽ sống, là tình thương của bao khách anh hùng. Người mang gươm vì tình bằng hữu nên phải dây dùng. Phùng can sĩ ơi, mới trả xong sẽ có người hiểu rõ, nhất tình bạn xin hãy cất sầu vào tận trong tâm. Mất niềm danh là mất tất cả hoài mong, là thiên hạ còn phải lóc đóc nhiều năm nữa. Vậy hai con đường lão mông tráng sĩ hãy mau chọn một, một là tráng sĩ bỏ đi, một là giải cứu cho họ Điền. Trời ơi, tình bạn kia lấy hay gì để rước lấy ê chề nhà đốt lại nỗi chua cay. Không đâu, hoa đẹp chỉ sống một ngày, người quân tử không đi sai hai lượt. Lão nối lại tình thâm giao ngày trước để họ Điền có cơ hội ăn năn. Được, đây là lần cuối tiểu sinh nghe lão bá chỉ dạy. Được vậy lão mừng lắm, lão mừng lắm. Chúc can sĩ thành công. Cảm ơn lão bá. Bây giờ lão phải về triều vinh quang cho Điền Văn, và để nhận cái tội suối cướp tử tù. Chúc lão bá thành công, con sẽ trở về giúp đỡ cho cô Huyên. Tốt lắm, thôi ta chia tay nha.
Con nàng, ta tưởng đâu nàng đã trở về bến Tôn Ninh lập nghiệp rồi chứ. Trước khi trở về đó thì ít ra tôi cũng phải gặp lại ông một lần. Gặp ta để làm gì? Nàng có biết hắn còn sống là danh vọng lẫn sinh mạng của ta và nàng đều bị đe dọa. Do đó ta phải đành chịu cực để tìm trừ tuyệt hắn mới được. Từng lời nói của ông đều làm cho tôi ghê tởm. Tôi nói thật, nếu ông không dẹp bỏ ý định tìm bắt Mạnh Thường Quân trở lại thì chính ông sẽ nhận lấy ngay quả báo. Nàng sẽ tố cáo ta chứ? Có lẽ như vậy. Tố cáo. Thái Mỹ, ta đã trót lấy tàn nhẫn để bắt đường danh vọng. Ta sẽ tiếp tục dùng nó để thành công. Thái Mỹ, ta không giết nàng mà ta sẽ bắt nàng trở thành một hành khất vu loa, lang thang ngoài hè phố để xin từng chén cơm từng bát gạo. Xem đây. Cô em, trời ơi, tại sao ra nông nỗi này? Cô em, tính gì cô em? Tôi chết mất. Thật giả tâm, mày móc hơi mất tao, nhưng còn chưa cái lưỡi. Tao vẫn nói được, tao vẫn nói được là đâu mày phải rơi. Cô em hãy bình tĩnh lại, kể hết tự sự cho lão nghe đi. Bình tĩnh đi cô em. Ông ơi, cháu đã lừa gạt nghĩa ân, đã đồng loạt hại một người vô tội. Nhưng người đó là ai? Đại thần nơi triều nội, người mưu đồ cuộc tế thế âm băng. Vậy người đó có phải là Điền Văn Chân? Chính phải. Nhưng sao lão ông lại biết? Vì nó với lão vốn có tình mật thiết, Tần Quỳ nghe lão giải sách thánh hiền. Là sư phụ của anh Điền à? Phải đó. Dạ, quy lại lão ông, đừng căm hờn tiếng nữa. Kẻ của tôi đã mong chờ tha thứ, đang khẩn cầu xin từng chút xót thương. Tội của em trời đã nghiêm trực, thì đâu lẽ lão lãm quyền thượng đế? Lão có đọc quá ít nhiều kinh kệ thì giao lý nhà chùa dạy người trần thế, nợ đã dai thì đừng khóc kể thế à, luôn xin khách qua đường ban cố tình thương, mà phải can đảm phải tự mình cứu ly bản thân cho khỏi dai rất lương tâm. Lão cũng vui lòng.
Vậy con hãy theo lão. Vâng, đội ơn lão ba. Đi đại huynh. Trọng thanh sự cho loài người ca tụng đến ngàn sao. Đây, đây mảnh thường quân đại ánh hào, một bậc thánh một lương thần trung nghĩa. Im đi, hãy im đi những lời mai mỉa. Người quen rồi thoải phóng túng ngông nghênh, có biết gì đạo thần tử cao siêu. Chuyện lễ nghĩa hiểu chưa qua đầu lưỡi. Phải rồi, tôi là thằng từ đất mẹ chui lên làm ngốc tử, thế nên một hôm bị lão già điện khuyến dụ dẫn tôi đi tiến cử cho một thằng ngu còn ngu hơn tôi nữa. Nhưng lại ngu gì đọc sách quá nhiều, vì mãi hôm mình tự mang tự kiều, khoe tiếng bao dung cho lũ nịnh nuông chiều. Rồi mới buồn tai nghe lời đường mật, tự sắc say mê đến nghiêng ngửa cờ đồ. Cái mộng an bang đã thành khói sương rồi, thân tàn ma dại suýt nữa đầu rơi. Thôi hãy im đi, hỡi con người ngang ngược, đừng tưởng cứu ta là có thể nặng lời. Miệng lưỡi xỏ xiên lên mặt dài đời, ta chán lắm rồi ngươi hãy đi đi. Tôi sẽ đi nhưng hãy để tôi nói hết, nói lần này thôi cho hả dạ hả lòng. Tôi cũng chỉ vì lão sư phụ của ông mà mang tiếng ngu tiếng ngốc đến hai lần. Lão xúi tôi theo ông làm đại sự, để ông đuổi xô đi giữa lúc tôi trời. Lão bảo cứu ông tôi cũng vâng lời, rồi để bây giờ ông mắng chửi khinh khi. Đừng nhắc làm chi nghe càng thêm hổ thẹn, câu chuyện vô luân trước và nguyệt nghi định. Và cũng đừng nên giận người lớn tuổi, đối với chúng mình đáng mẹ đáng già. Chuyện giữa hai ta kể đã
Quang, khoan đi đã. Ông Phùng Quang, anh Điền. Kìa, cô Quyên Chi. Cô Chi, cô đến đây làm gì vậy? Em ở nhà nghe chú Dương Lan chạy về kể lại, nên mới vội vàng nấu cơm chấm nước lặn lội đi tìm anh. Nhưng dọc đường em vấp té, làm văng mất hết rồi. Lạ không, đã văng mất thì thôi, tại sao cô lại khóc? Tôi tất cả vì cơm gạo thơm tôi nấu cho anh Điền ăn, nước trà ngon tôi chăm cho anh Điền uống. Vậy mà tôi hư hỏng làm văng mất sạch trơn. Để bây giờ tới đây với hai bàn tay trắng, nhìn anh Điền đói khát mấy hôm, hình dốc đã đó. Trời ơi, tôi, anh Điền ơi, một lần này thôi hãy cho em được nói, em xin nói với anh những chuyện ân tình. Anh không ngờ. Thật anh không ngờ. Không lẽ anh vô tình đến thế sao? Anh không ngờ sau bao nhiêu năm ăn học tại gia trang của thầy, em lại có lòng yêu anh như thế. Cho đến bây giờ em tỏ thật lòng em, anh mới biết. Từ giấc ngủ miếng ăn em đã chu tất, em thấy lòng mình cũng sao xuyến trong tim. Tưởng anh đã hiểu thấu tình em, nào ngờ từ đó anh đã lăn chìm trong quên lãng. Chi ơi, nay mới hiểu lòng em phân cạn, thì đời anh cũng sắp hết, sắp lụng tàn. Vì tên trốn chạy như hồn lìa khỏi xác. Nghe tin dữ của anh, lòng em tan nát. Vì chữ yêu đương chưa gặp mặt để càng tỏ tim em. Quăng quại tâm hồn khi anh vắng bóng, em còn thiết tha gì với cuộc sống. Quá chưa vui gặp lần nào mà anh biết thì đời anh không còn gì nữa. Thân em như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt rơi vào vườn hoa đào. Có hạt được rơi vào nơi đại cát.
gặp sỏi đá em chẳng núng nào. Chi hời khi ơi, giờ thì anh biết làm sao khi đời anh hiện nay chẳng còn gì. Không bao giờ hèn hạ, thà chết cho rồi mà được mang chí tôi trung. Còn riêng với em giờ đây anh quá hối hận, giờ em hãy về đi, đến đây gặp cũng muộn rồi. Lại và đưa lên đoạn đầu đài. Đi ơi, tóc rối em quên cài, nước mắt ướt đọng em không lau kịp. Em tới đây không sợ bóng đêm dài như màu sâu gian kiếp, mà chỉ sợ cho người thương sẽ biền biệt không về. Sống anh thấy não nề chua xót, nếu biết được lúc đó thì anh đâu có như ngày nay. Không ngờ danh vọng biến anh thành vị chua cay, mê say tự sắc giờ anh phải cúi đầu chấp nhận. Đến đây riêng anh thì biết hối hận, còn em sống sao đây thì đã mất anh rồi. Lòng thời gian sẽ bôi xóa, bếp lửa chiều em sẽ nhóm lại như xưa. Nhưng còn quá úa mà phải chịu nắng sương thì sẽ bị khô cằn vì thiếu hẳn màn sương. Say mê để sau đó bị mang trọng án rơi đầu. Em ơi em đến làm chi, chỉ gặp cảnh thương sầu. Rồi đây lứa tuổi mộng sẽ tàn tạ chết, và cứ nghĩ chuyện ân tình em sẽ mỏi mệt ngủ không yên. Sao em cũng là phận gái thuyền quyên, đường còn dài tuổi xuân em còn nhiều nhựa sống. Hãy về đi đừng để tâm hồn lạc lòng, rồi em sẽ mãi khổ đau và tuyệt vọng phơi buồn. Điền Giang,
vì một tình yêu mà anh không nói. Cô tiếc chi lời âu yếm khi sắp vĩnh biệt em. Thà anh không nói mà em rơi được niềm khổ đau, chứ nói mà chi càng thêm yêu hát cho người tình. Nếu nói tình yêu càng làm cho em tự đại ai đời mình. Bao nhiêu đó chuyện tình em đã rõ, đâu cần nói ân tình em cũng hiểu tấp lòng anh. Sẽ trở về với cha bên nhà cũ và sẽ gượng ép lòng không âm ủ bóng người xưa. Như vậy anh mới thấy yên tâm, xác anh dù ngã gục hồn vẫn nằm bên em. Vậy nghe anh. Hãy nghe anh, về đi em. Sợ rồi đấy quân triều đình đến sẽ không tốt cho ta đâu. Vâng, em về. Cô bé ơi, hạnh phúc đó sẽ không có bao giờ. Là tên tử tội, hãy mau gặp bên triệu trối. Xung quanh đây gươm dao đã sẵn sàng. Thằng tiểu nhân phản bạn, hôm nay tao sẽ lấy đầu mày. Lấy đầu tao? Còn chút lại triều đình, nhưng lần này nhà ngươi khó lòng thắng thế. Quân sĩ, phải xông vào bắt tên tử tội. Khoan đã, các người hãy dừng tay lại, quỳ xuống nghe thánh chỉ. Kìa cha, thầy lão bá, tất cả hãy lắng nghe. Đông Bình Thiên Trị Quân Niên năm thứ sáu, tề mẫn công hạ chỉ phục hồi tước phẩm và bổng lộc cho tướng quốc Điền Văn, xa tội cướp phẩm dân của gã họ Phùng và truyền về trào Khủng Mãn. Từ Kiến Đạt phạm thượng vô không hiện tài trước mặt vua. Các tướng sĩ mau thi hành sắc chỉ, giải tử tội đóng vào tù xa chờ lệnh. Vua thượng vạn tuế. Điền Văn con, thầy mong con từ đây sáng suốt và biết nghe lời người trung trực. Còn người cứu con không phải là thầy đâu. Vậy thì ai thưa thầy? Để thầy dẫn đến cho con biết mặt. Đây. Trời, Từ Thái Mỹ. Phải, chính tôi là Từ Thái Mỹ, vì mãi mê chạy theo hư nhân của sao trời lên án chung thân với màn đen vô tận của đêm dài. Để tôi không còn thấy vàng son nhung lụa đơn đài. Trước kia đã từng ngày tôi ngắm nghĩa say sưa đắm đuối, dân dòng dương quang từng hy vọng sẽ Thái Mỹ. Cô đừng buồn nữa, chuyện đã qua nhớ lại làm gì, để tôi dìu cô đi nhé. Không, mọi người hãy đi đi, còn tôi đã chọn con đường riêng cho tôi rồi. Giả biệt Thái Mỹ. Phùng Quang, Phùng Quang ơi, anh hãy ở lại với em một chút được không? Phùng Quang đang bước tới gần em đây. Phùng Quang, nếu anh hết còn quán ghét, nếu có một đôi lần anh chợt nhớ tới em, thì xin anh đừng quên để một dịp nào ghé lại bến Tương Ninh, đi tìm thăm người ca nữ đuôi.
cõi nơi đây anh cũng đau buồn khi bước đi chân ngập ngừng từng bước. Nhưng anh sẽ gắng công lo cho xong việc nước để sớm cho hai ta có được buổi tương phùng. Đợi anh nhé.
tôi.